Thái xin kính chào các cô bác, anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại ấp Bình Quế 1, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Thì hôm nay là mình đi qua để là trao thêm một số tiền nữa cho cái anh Thiền bị mục đích nha quý vị. Là số tiền này là được Khương vừa chuyển về. Khương vừa nhờ mình là nhanh chóng bạn đi chuyển liền, cho nên giờ này là khoảng là 5 giờ 6 giờ chiều rồi nha quý vị. Là mình phải đi qua mình chuyển liền cho anh Hiền, bạn là anh Hiền đi Sài Gòn, bạn có tiền về chữa bệnh. Thì hôm nay là mình đến nhà lần này là lần thứ ba đó. Thì lần thứ ba này mình vô là tất nhiên là anh Hiền đã có đi Sài Gòn rồi, mà lên trên bệnh viện Ung Bướu Sài Gòn, nhưng mà bệnh viện là hiện giờ là chưa có mổ, là không biết lý do gì. Để mình vô là mình hỏi thăm gia đình coi tại sao mà anh Hiền chưa có mổ. Nhưng mà cái số tiền Khương vừa được Mạnh Thường Quân chuyển về rồi Khương vừa gửi cho mình là đúng cái thời điểm này, nó cũng là kịp lúc nha quý vị, là anh mới về ngày hôm qua, cho nên là hôm nay là mình sẽ vô mình sẽ trao tiền luôn cho anh. Nhức chó dữ lắm ha. Nhà mình còn đèn nào nữa không con? Không có đèn ha. Có đèn gì? Vậy thì vậy luôn đi. Bây giờ là nhức lắm hả con? Cái vết thương mà ta mổ ta làm trên thiết đó, nó chưa có lành á. Nó chưa có lành là cái mà đi về đây mới hồi sáng này rửa cắt chỉ rồi đi lên trạm y tế chỉnh rửa. Rửa rồi cắt chỉ. Cắt chỉ bị gì tới 10 bữa rồi cắt chỉ rửa rồi ngày mai cũng lên rửa nữa rồi. Đẹp đẹp ở ngoài thành phố bệnh viện thì ta kêu là ta chuẩn đoán là hai tuần nữa. Hai tuần nữa mình mới ra là đỡ ha. Hai tuần nữa mới đi ra ngoài. Nhưng mà tôi hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói là bây giờ cái dân thiết thì chưa có kết quả nên chưa có biết là nó là lành hay ác. Nhưng mà miễn như lành đó thì người ta mổ, còn miễn ác thì người ta điều trị với cái phương pháp khác. Với người ta giờ người ta để người ta chuẩn đoán lại coi là cái mục này là trị gì, cái loại thuốc gì cho nó phù hợp. Vậy ha. Bác sĩ người ta nói gì? Bác sĩ nói gì đó với mình vậy đó ha. Bác sĩ nói gì đó bị vậy em hỏi mà. Là bây giờ là mình lên tới chảnh, nhưng mà bác sĩ trên lúc mà mình đi lên chảnh bác sĩ có làm gì không, hay là mình lên chảnh khám rồi cái mình đi về khám không à? Khám rồi giờ dưới lấy về cho mà chẩn đoán, mà bác sĩ chẩn đoán là vậy đó, rồi nói vậy đó, rồi đó là khám thì giờ rồi, có rồi, một cái miếng thịt mà nó mổ nó lấy miếng lên xét nghiệm nó có báo cho mình hay cái chưa đó sao cái đó chưa đó, nó chờ cái đó đó. Là bây giờ là hiện giờ là chưa biết hiền hay là ác tính luôn không? Chưa. Nhưng mà người ta chẩn đoán là cũng như người ta nói cũng như có dấu ác, là cũng như người ta mới nghi vấn vậy thôi. Nhưng mà chưa có kết quả. Mà sao mà đi chuyến này về sao mà thấy ảnh có vẻ là đau nhất nhiều không quá? Bởi vì cái vết thương nó còn đau đó, nó chưa có lành. Rồi mới đi lên trạm y tế rửa đó, rồi hồi đêm hôm tới tôi mở ra tính cửa nhà, cái sao tôi thấy nó có một cái vết trắng như mủ vậy đó. Rồi cái tôi mới điện bác sĩ, tôi hỏi rồi cái bác sĩ nó không có sao. Còn chỉ chưa cắt phải không? Vậy thì đi lên trạm y tế đi, kêu cắt cái nào có mũ thì cắt rút ra hết đi, rồi chuồn cho sạch cái mũ đó đi, rồi uống thuốc mà giảm đau đó, rồi vô, rồi tới nữa tẩy ra nó sao bác sĩ nói gì. Vậy là mình đi lên mình cắt hồi nào? Mỗi hồi sáng này đi lên trạm y tế này nè, xã mình đây nè, trạm y tế xã ha. Rồi mình về hồi nào cô ba? Về hồi tối hôm qua. Về hồi tối ha. 7 giờ tối mình tới đây. Bởi vì chờ bác sĩ cho hay rồi, nói tới 2 tuần đặng rồi thôi đi về đặng kịp thời đi thấy đau luôn á. Mình kẹp mình đi hái rau mình bán được luôn ha. Bán ngày mai tới trương đó. Tình hình trong mạch anh bây giờ làm sao rồi, mà sao mà bụng học bụng mất lẻ lại nó nhức dữ lắm rồi sao? Nhức dữ lắm ha, nhức ngày đó đó ha. Cái cảm giác có lẽ là mình thấy là nó quải hơn mấy chuyến rồi á chúng ta. Mà được rồi, có em gái không? Có cùng với em gái không? Đi ra đợt này nè, có chụp ảnh. Đợt rồi em gây rồi, còn mới đi về đó, ta mới kêu là tới mà được chín tay rồi mới cho kết quả, rồi tới tôi mới đi ra đó. Nó cũng nghi vấn nhưng mà chưa kết luận được. Hiện giờ là chưa biết được là một là hiền tính hay là ác tính. Nếu như mà ác tính thì mình trị theo phương thức khác, còn mà hiền thì có thể là mổ được thì mổ ha. Dạ, bác sĩ. Thì anh bệnh vậy chứ cũng có được có nhiều người quan tâm lắm, ta cũng hay thăm hỏi rồi lắm.
Tại vì mình làm bên Phúc Tam nó thêm thành gắng cố gắng nghe, có nhiều người hỗ trợ cháu dữ lắm, nó cho an tâm đi. Dạ. Đại vậy tôi cho hỏi nó, cho nó có nguyện y ở mày bệnh gì đó chứ ở ngoài này tụi tao quan tâm là cái mục đó nó đau nhức lắm, có thể quay quay từ nó làm từ từ nhẹ nhẹ đó tụi nghiệm đó nè đó. Hồi sáng rửa nè, hồi sáng mình rửa nhà luôn hả? Không, đi lên trạm y tế à, chứ đâu giống rửa nhà cắt từ gốc chỉ rồi luôn. Nguyên qua chút, nguyên qua con, nguyên qua chút nữa. Ồ, quá xa rồi gì vậy? Một ngày mình thấy nó một bữa thứ ba. Thì nó giòn lên nó bự. Nó giòn lên nó bự, tiêu cái đất bên kia luôn à. Bữa nay bự hơn bổ hẩm. Đọc nhiều cho. Bác sĩ người ta chụp hình, người ta ăn gây đủ thứ chân mà ta còn chưa chẩn đoán ra đó. Chưa, nó còn chưa kết quả mà chưa có kết luận được cái bệnh sao sao. Chưa đó. Bây giờ nó còn ở là tiền thuốc đó. Bây giờ là nó đau, nó nhức mỗi ngày vậy luôn ha. Rồi ban đêm mình ngủ được không anh? Ngủ được, thức sáng luôn. Ban đêm mình ngủ không được, mình thức sáng đêm luôn. Chỉ một cô cũng chút xíu rồi mình thấy như vậy rồi cô. Đêm hôm tôi không ngủ được cho chú, cũng thích theo nó luôn. Cái con mình thấy không được rồi nghe, tôi nằm tôi thức sao thức hoài. Thấy con bỏ gậy rồi, hỏi thăm hoài vậy đó, hỏi sao cho mình con sao hỏi hoài. Mình ăn uống cái gì được không? Ăn uống thì được ha. Mà hiện giờ mình có thể làm cái gì để mình ăn không? Hả? Biết rồi, ăn gì cũng được. Ăn cái gì cũng được chứ mình không có thể làm gì hết đó ha. Cho ăn gì ăn đấy. Tưởng đâu là mình như là trong người mình bệnh vậy đó, mình có thể làm cái gì đó thì nhấu qua rồi, mà đủ tinh thần đâu mà thèm khá ha. Đừng mình có sức khỏe, đừng mai mốt mình ra ngoài mình có mổ rồi nó cũng sáng dễ dàng hơn. Mua đồ cho nó ăn, tao luôn 15 ngàn. Cái nào còn miếng ăn không hết. Ăn là mình tự mình ngồi mình ăn hay là mất đốt? Nằm á, nằm rồi để cái tô dưới đó, cái nằm sắp nó múc nó ăn á. Nằm sắp múc ăn. Nằm nghiêng vậy đó, múc ăn đó chứ đâu có ngồi đâu. Ăn cơm cũng vậy luôn, nó bớt cái tô rồi để dưới đó rồi nằm vô. Dạ. Rất là đau khổ tội nghiệp nha quý vị. Thì hôm nay á thì con qua đây thì có một mạnh thường quân ở nước ngoài á gửi tiền về cho ông bạn con Phương Dừa. Là nhờ con là chuyển liền qua bên đây cho cô qua cô ba ha, là đúng ngay cái dịp là cô ba về đây luôn thì nó đúng ra là mình là có duyên thì bởi vì anh cũng gán giữ gìn sức khỏe rồi đặng mình lấy cái duyên đó đặng mình sau này mình hết bệnh đặng mình đi làm từ thiện mình làm thuốc nam đồ tiếp với chú ha, mình phải cố gắng lên chứ đừng có nản chí, thứ nhất thì nó nhất cho mình cũng phải cố gắng đặng mình chữa cho nó hết bệnh. Thì bạn con đó là nó kêu là nếu như mà nhận được tiền thì phải là đem đi liền. Thì hôm nay thì đúng dịp thì con cũng đem qua. Tuy nhiên là 200 đô là được là 4.660.000. Với một mạnh thường quân ở Mỹ, chị Hạnh ở Washington là gửi về cho cô 2 triệu nữa. 6.660.000. Thì hôm nay là con gửi cái số tiền này luôn cho cô nha, là 6.660.000. Giờ để anh đâu yên á. Thì vậy là cô ba nhận đủ rồi ha. Dạ, 6.660.000 là đủ. Quá đúng dịp luôn để cho gia đình cô có dạ, thể lo cho anh Thiện nó được thoải mái hơn. Dạ. Lo cho em thoải mái hơn. Hỗ trợ cho dạ. Rộng rãi. Dạ. Nếu như vậy thì cũng cảm ơn cái người mà mạnh giúp đỡ cho gia đình, cũng thành thật biết ơn và trân trọng cảm ơn. Có tấm lòng hảo tâm để cứu giúp gia đình. Dạ, tại vì thấy thím gia đình mình đó đi làm từ thiện, được bởi vì mình đi làm từ thiện đó, thì cái thu nhập kinh tế mình không đâu có đâu, cho nên là người ta sẽ hỗ trợ cho mình. Mà bây giờ là anh là bây giờ đụng vô giò gì luôn là đau đó hả? Đụng dạ. Luôn ở dưới cái giò này cũng đau nữa đó hả? Cái giò này nó bị nhức. Bị nhức mà mình đụng vô nhẹ vậy đâu luôn. Nhức tới trên, nhức xuống luôn ha. Nhức tới khi cho nó cá này luôn nè. Sát vô rồi. Đây là nhức nhức từ đây luôn, nhức dưới này luôn, dưới này là đụng đụng mất cá là đau luôn, đụng chỗ này cũng đau luôn. Nhức dữ lắm ha. Rồi mình đụng chỗ này đau không? Không. Đụng chỗ này không đau mà từ đây đảo xuống là đau. Quá khổ quá vậy. Thì nhờ có mẹ đồ chăm sóc cũng đỡ. Chăm sóc kỹ lưỡng rồi. Nó là nó thèm gì tôi mua cho nó ăn mà còn tôi là xin cơm từ thiện ăn không?
Thương Từ Thiện ăn cho nó đỡ tốn tiền. Dạ, Thương Từ Thiện ăn không đó. Rồi cái chỗ này nè, làm đồ ăn mặn, muối tiêu này kia rồi đem ra rồi ăn. Ở ngoài thì muối tiêu rồi ha, mình ăn muối tiêu ha. Ăn muối tiêu với tôi nhận cái làm xả ớt đó, cái đem ra một keo đem để ăn, ăn tới về luôn đó. Bây giờ chị này sẽ sẵn đi cũng làm tôi gì? Nhận làm rồi để vô cái keo ăn. Dạ, thì em để trong cái keo đó. Thì ảnh thì sức khỏe của ảnh thì ảnh bệnh sức khỏe không có, mình cố gắng cho cho ảnh ăn bệnh cho có sức khỏe. Rồi chứ mình bác sĩ thì cũng ăn từng cái gì. Bởi vậy mình nuôi thì nó khó hơn. Đau nhức lắm ha. Kiến này nằm nghiêng vậy đau nhức lắm hả? Kiến này đau đau nhiều hơn. Kiến này đau nhiều hơn kiến rồi luôn đó. Tại vì mới rửa chứ chưa sáng là nó đậm đụng 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 vô đó. Lúc trước đó thì chưa có đụng. Thì bây giờ mình về á, thứ ba có một số người người ta chỉ cái bài thuốc là rau dừa kiển mình á. Rồi mình cứ giặt rồi mình cứ trốn, mình uống thuốc tây thì mình cứ uống để nó có tác dụng đỡ hơn không? Thì đó tôi cũng nói để là thuốc nam còn chấm kìa, tôi nói để nấu thuốc nam cho nó uống. Này gọi nấu thuốc tây. Bây giờ uống thuốc tây với ấy rồi chuyển đi, đâm cái nước thì cho uống, còn cái sáp giặt. Bây giờ nó thì đi mình giá chờ Phật đi chứ giờ đâm thì niệm Phật giá Phật độ cho mình. Giá chờ cho nó. Nhân thành lòng đi, nước lã trên hồ mà. Cái bà đó bà chỉ cái cây đó đó bà ba mà tôi chưa có đi được. Không bây giờ chú thấy đó, cái nàng đó có linh mạng. Cố gắng giữ gìn sức khỏe nha. Em Hiền, nhỏ tuổi hơn tôi. Nhỏ tuổi hơn. Em đi. Ai thấy mặt trời trước nữa lớn. Cũng thân thiện lắm nha quý vị, cũng dễ thương lắm, cũng là một người là trong gia đình là thứ ba này nhờ cậy rất nhiều, nhưng mà hôm nay thì bị bệnh hoạn. Trụ cột thì em hy vọng thì anh được khỏe bệnh giúp đỡ thêm tiếp ha. Thì video của mình đến đây xin được phép kết thúc nha quý vị. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video clip tiếp theo. Xin chào. Thêm ba ngồi sát ảnh cái thêm ba đưa thì...